Hả? Cậu bảo thế, nó đi ra mai thì tối đi gì vậy? Mai nhà ai? Cái thằng tai nạn hôm qua ở đây này. Lại anh em nữa hả? Úi giời. Lại ở trên cung đình đấy gì? Úi giời. Lại con nhà bà nào đấy? Lại con nhà bà Thi. Ôi giời. Có vào thì cũng tối mới vào, bà đang đi làm lạc đây. Thôi mai vào thắp hương cũng được mà. Thằng đấy theo cũng còn ít tuổi nhỉ. Cái cống đỉnh nó cũng bị rớt bao nhiêu ở đấy. Trong đấy làm sao nhỉ, nó cứ mấy thằng kia mới đi xong rồi nó lượt thằng này. Giờ được cái có mạng như này. Mình đứng đứng đợi một đây. Cảm ơn.